Alo. Alo, rông xe Colombo. Alo. Alo. Puta Dinamo. Napoleo. Alo, alo. Alo. Alo, 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 alo. 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 Mic check, mic check. Ờ, mẹ hóa ra tắc ở hôm trước record clip để hai soundtrack thì tôi quên mất phải mở mic các bạn ạ. Check mẹ. Quê quá, chết rồi. Không ạ. Ủa, hello các bạn nhá. Ủa, mẹ lâu lắm không gặp các bạn rồi đấy. Ừ. Trời ơi. Bị bế đi cách ly. Giờ mới về. Ủa thầy, sao kiểu mấy tôi đi cách ly không dùng đồ điện tử gì ấy. Về nhà mở phần mềm livestream thấy hơi lạ. Ủa. Mở mãi lên. Ừ. Hơi quê. Không sao. Về kịp được rồi. Trời ơi, chữ mẹ mày. Chờ đi. Tôi chuyển nhạc cái. À mẹ, tao vừa kiếm mấy quả nhạc mà nghe chiêu linh hơn không? Uầy, nghe có mấy quả nhạc cái đỉnh thực sự. Bài này với bài trước đây hay mở cái bài On My Pillow ấy, thì là cái nào hơn nhỉ? Các bạn nhỉ? Cái nào hơn nhỉ? Cái này hơn đúng không? Hay cái trước hơn? Cái trước hơn ở về cái trước cái. Hello anh Tuna, bữa giờ sao rồi mặt cười? Em mới tiêm vaccine mệt VCL mặt mếu. Ồ, anh chắc như hôm trước anh vừa nghe tin, anh vừa lên đọc comment của chúng nó để làm lên TV xong đây ấy. Đã đọc được quả comment gì nhỉ? Chúc anh có sức khỏe trong mùa dịch nhé. Mẹ vừa đọc xong cô đấy đi cách ly vừa luôn. Vừa về đã không muốn nói chuyện với chúng cháu nữa hay sao mà tắt mic thế chú? Ok, mẹ tao quên không mở mic. Tôi tí có một chương trình không mà tôi trên livestream rồi. Đấy là gì? Đấy là tí chúng ta sẽ xem lại clip mới nhất. Tuổi thơ có gì vui nhưng mà là bảng ăn sen sao được, nghĩa là bảng không có tiếng bíp phải không? Hôm nay tôi làm sẵn rồi. Mừng chú trở lại. Ừ, cảm ơn Quang Vinh nhá, chú đã trở lại. Đến khi nào chú bị đi cách ly tiếp? Mẹ thề đã hứa hôm trước làm xong clip trước ấy, đã hứa với mọi người là mẹ tập trung vào livestream không nghỉ buổi nào. Vừa nói xong câu đấy cái đi cách ly luôn. Khổ quá, cay không chịu được. Hôm lúc đầu đi cách ly ấy, tôi bảo là gì? Tôi bảo là thôi, hay mình coi như thời gian mình nghỉ ngơi, mình dưỡng sức. Nhưng sau nghĩ lại mẹ, thế thì mình không làm gì à? Không làm gì nhớ, ô thôi, rảnh quá ngồi làm clip, ô đấy, thế là có một cái sản phẩm khi đi cách ly. Thì chúng ta có chương mục là xem lại sản phẩm đấy, nhưng mà ở định dạng là gì à? Không kiểm duyệt. Tôi gọi chương trình hôm nay là Tuna không kiểm duyệt, đó đấy là mẹ không có tiếng bíp nữa. Nghe nó vui hơn đấy, nghe vui tai hơn đấy. Tao không dính, tao... Sao tao dính nhỉ? Chúng mày cứ nghĩ tao F0 nhỉ? Tao không F0, tao không bị mắc, nhưng mà sao? Tao là tình nghi bị mắc, đúng không? Đấy, khổ lắm cơ. Đó, mà nói chung là cũng vui. Về nhà là vui rồi, nói chung vẫn ổn, không tệ lắm. Ủa mẹ nghe quả nhạc nó không vào nhỉ? Không vào như cái bài mẹ On My Pillow các bạn nhỉ? Ừ, tôi về lại bài On My Pillow đây. Bài này nghe không vào các bạn ạ. Quả nhạc này nghe không vào tai các bạn ạ. Về bài cũ này. Úi rồi. Ừ đấy mẹ, quả nhạc này nghe vào tai hơn, nghe quen rồi các bạn. Quả này nghe vào tai hơn. Anh đây, để câu hỏi này thôi, đầu buổi chim cho tôi công nghiệp một tí. Các bạn đã lại hỏi tôi là anh ơi sâu mặc đi. Đây tôi hỏi các bạn câu như này. Đây. Cái... Xin lỗi các bạn nhưng mà hơi công nghiệp một tí nhá. Nhưng mà như này. Bây giờ mà để mà có webcam, bây giờ là thị trường livestream bây giờ nó đặc Hello biệt. Hello cá. Cảm ơn Phù Thủy nhá. Thị trường livestream bây giờ nó yêu cầu rất là cao. Đúng không? Khách hàng yêu cầu rất cao. Người ta yêu cầu là webcam bây giờ phải webcam máy ảnh. Phải là có ánh sáng, mẹ mày bùng nổ các kiểu, mẹ mày gì nhỉ? Blur xong rồi mẹ mày lấy nét các thứ, đúng không? Và tôi thì đéo có. Bây giờ mà muốn có phải mất gì? Mất tiền. Một cái máy ảnh vị chi bây giờ là khoảng 20 triệu. Thêm ánh sáng các thứ nữa, thêm mỹ phẩm để trang điểm khi lên livestream nữa. Chắc rơi vào tầm 40 triệu đâu, 60 80 triệu. Mà tôi thì làm đéo có tiền. Ừ. Mẹ mày lương có 5 triệu một tháng vợ trả. 80 triệu quy là bao nhiêu? 80 chia cho 5, 80 chia 5 là 80 chia 5 từ 80 chia 5 bằng 16. 16 tháng làm lụng vất vả mới được đủ bộ các game. Thì phải làm sao? Ờ. Mà bây giờ muốn có tiền nhanh thì chỉ có bán cổ phiếu thôi. Từ cho đi, nhạc to quá.
Đấy. Mà bán cổ phiếu thì phải hỏi vợ. Em ơi, em cho anh bán cổ phiếu nhá. Để làm gì? Anh mua máy ảnh về anh livestream, anh làm webcam. Đây, cái mặt vợ tôi chính xác sẽ như thế này. You see this? Đấy. Thế thì như nào? Chịu. Bây giờ cách duy nhất để có tiền mua các kèm đấy là gì? Đồ này đè. Ok, buồn cười nhỉ. Nãy khéo đến thế rồi, cay thế nhỉ. Đấy, thế thôi. Đồ này đè. Ngay dưới phần đấy. Đấy, nó gọi đấy các bạn. Cuộc sống mà. Thì đấy, đầu của chim mà mình công nghiệp một tí, chả xét ai. Mình khêu một tí. Đấy, đây nhá. Anh Tân khỏe nhà hết dịch nữa, mặt mếu. Em muốn lên tivi sun dây anh ơi, mặt khóc. Cảm ơn nhá. Đấy nhá. Hợp lý. Ông mà đùa chứ, thật bây giờ tôi với con Linh mấy hôm nay đang tập tạ các bạn hiểu không? Tôi mới mày tập trăm đéo chịu được, mua cả mẹ mày mát với whey về uống, mẹ mày uống để lên để gọi béo nhanh lên cơ các bạn. Trời ơi. Mẹ thỉnh thoảng tôi lên livestream tôi hay ngứa mồm, tôi hay bảo các bạn là gì? Là tự tin kiểu gì? Là phải đi tập gym, là phải cải thiện body. Mà chủ yếu bây giờ mình bảo chúng nó làm thế nhưng mình đéo làm được thì mình có tư cách gì? Mình đéo có tư cách đấy. Bây giờ mình phải tự làm được đã, mẹ tôi phải tập, khi nào tôi sáu múi các kiểu tôi mới tự tin chơi đám đông mới tính tiếp đấy. Cuộc sống mà. Thôi về chương mục chính nhà hôm nay, tôi nghĩ chương mục gì, chúng ta sẽ xem lại clip mới nhất nhưng mà phiên bản không kiểm duyệt, cộng với tiệc tôi sẽ cho các bạn thêm một số câu chuyện hậu trường hợp lý nhất. Chờ tí đổi xin nhé. Ok. Đấy mẹ, trời ơi mẹ, hãy nhìn công sức bỏ ra kìa nhà anh. Cảm ơn mực 7 nhá. Đấy, hãy nhìn công sức mà anh ấy phải bỏ ra kìa. Thưa ngài, trời ơi. Mẹ tưởng tượng đi, đống này. Một con người vừa phải lo công việc ngoài đời, vừa phải lo mẹ vợ con, vừa phải lo làm video, vẫn làm được quả clip như này, thấy chưa? Trời ơi. Khi nào Bi lên sóng lại thế anh? Anh không biết khi nào anh có ý tưởng em. Trời ơi. Đây mẹ mở lại clip, mẹ lần này không kiểm duyệt không nhỉ? Chắc chứ nhỉ? Có kiểm duyệt không nhỉ? Từ check. Peter check. Ok. Lag thế nhỉ? Đấy, lag quá mức đấy. Hết cả máy tính rồi. Hết rồi không sao. Siri mà các bạn yêu quý, hôn nhân có gì vui? Check rồi. Cuộc hôn nhân của tôi cũng theo đó mà chết rồi. Tình yêu trong nhanh. Tôi thở oxy khi đoạn bị hơi nhanh. Tôi chê mái tóc bồng bềnh lãng tử mà tôi mất công nuôi cả tháng trời là dài như lông chó. Đây giờ tôi cho các bạn câu chuyện đấu đoạn này. Cú đéo chịu được. Các bạn biết câu chuyện đây gì không? Các bạn biết điều đây là vợ tôi buổi đêm thích nghịch người tôi đúng không? Đấy là câu chuyện là hôm đấy sờ vào tóc. Trong khi mẹ hôm đấy mẹ tôi lên các, trong khi các bạn trong group đúng không nhỉ? Các bạn trên group đọc bài viết hiểu không? Các bạn quảnh tóc tôi mà. Các bạn bảo là gì? Uầy, anh Tuân nhìn là biết đẹp trai rồi. Uầy, nhìn anh Tuân trông mẹ mày ngầu quá, đẹp trai quá, lãng tử quá. Vợ tôi sờ tóc. Anh ơi, tóc anh như lông chó ấy. Quả đấy mà không phải giữa đêm và không có quy và không có luật giãn cách xã hội ấy. Tao ra khỏi nhà lâu rồi, nhưng mà may là hôm đấy là tao yêu nước, tao không ra khỏi nhà đấy. Không, tao chạy lâu rồi đấy. Đấy, cú. Công nuôi cả tháng trời là dài như lông chó. Tôi bị tổn thương sâu sắc. Tôi muốn ly hôn. Và nói thật là ở thời điểm này tôi không còn tâm trạng gì để kể bạn nghe về chuyện hôn nhân nữa rồi. Đây rồi, kể câu chuyện tiếp theo. Cái đoạn tiếp theo đây là gì? Cái ảnh này không? Lúc đầu nó vẽ là cái phần mông này. Nó sẽ tròn lại. Nhưng với tôi ấy, tôi biết các bạn thích gì. Tôi hiểu tâm lý của viewer. Em ơi, em cho anh thêm cái kẽ đít. Dứt khoát là phải sửa được cái kẽ đít thì tôi mới duyệt cái tranh này. Hay. Thấy chưa? Người ta hiểu tâm lý viewer, thích nhìn mấy những điểm nhạy cảm. Chuyện hôn nhân nữa rồi. Thay vào đó, từ nay chúng ta sẽ có một series mới. Tôi gọi nó là Tuổi Thơ Có Gì Vui. Nơi các bạn sẽ được nghe những câu chuyện về thế hệ trước. Những câu chuyện nơi mà lũ trẻ năm ấy không lớn lên bằng việc lên TikTok để xem lắc đít như bây giờ. Tập 1. Huyền thoại về người bạn hãm tài của tôi. Đây không xem. Là Linh, người bạn nối khố của tôi. Có lẽ check trong danh sách bạn bè của mình thì Linh là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí nhân vật chính trong video của ngày hôm nay. Tôi chơi với Linh từ hồi tấm bé. Ngày ấy Linh thuộc tầng lớp hạ đẳng trong lũ trẻ con bởi vì hồi bé... câu chuyện mà hôm trước
Tối nay về nhà, mẹ mày cả nhà ăn cơm, có Linh nó xem mày clip nó mới đến cái đoạn này, nó bảo mẹ mày tường lớp đúng đoạn mẹ mày quá hạ đẳng cái. Mẹ mày suýt, nó suýt ném quả bát đũa vào mặt tôi, may mà tôi né được, mẹ thề. Nó hạ đẳng thác ba. Hồi đấy có ai chơi với nó đâu. Ngày đấy nha con Linh ấy mà đến đâu ấy là người ta né hết, hiểu không? Cũng như mà một cuộc nói chuyện đang vui vẻ, một ba đứa nói chuyện với nhau đang vui vẻ, đúng không? Hello mày nào mày à, mày thế kia. Linh vào cái cả lũ im, cả ba đứa im bặt chạy cho khác luôn. Thề. Hạ đẳng. Thế May còn tao lớp chơi mày Linh ạ, lớp không hạ đéo đẳng chơi không mày có đâu. trẻ con, bởi vì hồi bé Linh vừa xấu vừa ngu cho nên chả có ai thèm chơi với Linh cả. Mà Còn chơi nó xấu nó tự ái. tôi cũng Thề. xấu, nhưng được cái tôi thông minh cho nên tôi thượng Đấy, thấy đẳng. chưa? Ngày đầu gặp Linh cũng là ngày Linh tè dầm giữa sân trường mầm non. Linh xấu hổ bối rối khóc nấc lên trong sợ hãi, vì với một người khó kết bạn như Linh thì nỗi nhục tè dầm sẽ khiến thanh xuân của cô mắc kẹt trên đỉnh tháp cô đơn nhất. Không ai được phép cười mày trừ tao Linh ạ. Là một đứa trẻ bị nguyền rủa bởi tri thức, tôi nhanh trí đạp Linh xuống sông với logic là sẽ không có ai nhận ra mình. Về 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 logic tí là không phải đạp xuống sông, mà vì nghe đạp đạp xuống sông nó nghe ngắn gọn mới hay hơn thôi. Thực chất là tôi đạp con Linh xuống cái gọi là gì nhỉ, xuống cái hộ đài phun nước ở trường trường tôi ngày đấy có trường tôi ngày đấy có cái đài phun nước ở giữa sân trường luôn. Thế là tôi đạp xuống đấy chứ không phải đạp xuống sông. Đạp xuống sông chết đuối mẹ rồi, kìa đéo ai ngu thế, mình khôn của mẹ đi. Linh Chí đạp Linh xuống sông với logic là sẽ không có ai nhận ra mình đang tè dầm dưới cơn mưa. Linh ngỏm lên nhìn tôi trìu mến vì Linh biết mình nợ tôi một mạng. Từ ấy Không, nó đéo nợ tôi một mạng các bạn. Đoạn này nói cho anh hùng thôi. Thực chất ấy, nó mách giáo viên. Cô ơi, thằng Tuân đẩy em xuống sợ, xuống xuống hồ nước. Ai thằng Tuân bị đánh đồ ngầu đít ấy. Cú ai. Mà ngày đấy các cô không như bây giờ đâu. Bây giờ các cô, các bây giờ giáo viên đánh đít theo kiểu nhẹ nhàng này. Hư, em bầm hư này, nhà sách bạn hơi 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 bệnh. Em làm gì đấy? Nói đánh rất là nhẹ, chắc 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 thôi. Hồi đấy đánh nhá. Mày. Thở oxy luôn. Mẹ con Linh cú quá rồi, sao tao thù mày. Một mạng, từ ấy tôi và Linh chơi thân với nhau. Nhưng các bạn biết đấy, khoa học đã chứng minh là bệnh ngu nó lây qua đường tình bạn. Có thể nói tôi ngày ấy là một thiên tài toán học, là người đi đầu trong việc sáng tạo ra học thuyết nhìn hình ta thấy, chứng minh đường thẳng Ok, A lát mẹ song rồi. song nhìn hình ta thấy, chứng minh đường thẳng A song song đường thẳng B, nhìn hình ta thấy, chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, nhìn hình ta thấy, tứ giác ABCD là hình gì? Mà đấy, câu chuyện của tôi bây giờ đó là sao? Cậu nhiều ông hay bảo tôi là lý thuyết của tôi ngu. Nhưng sao? Đã bắt học sinh vẽ hình rồi, vẽ hình đéo nhanh đúng không? Cái hình mấy bài này có đơn giản, nhưng mà mấy hình của lớp 11, 12 ấy, nó dài ạ. Nó toàn kẻ, kẻ đường này, vuông góc đường kia, kiểu lằng nhằng lắm. Đã mất công vẽ hình thì phải biết tận dụng chứ. Tại sao lại dạy học sinh phí phạm như thế? Bắt học sinh vẽ hình rồi thì phải cho dùng chứ. Thì bây giờ chứng minh tứ giác hai cái đường thẳng song song với nhau trong hình nó song song rồi thì nó song song còn gì nữa, cứ bắt chứng minh là nào là mẹ công thức vuông cái này đường thẳng này vuông góc cái song song. Nghe giờ hơi, em vẽ hình rồi em thấy nó song song rồi, suy ra nó song song, chứng minh đấy còn đòi hỏi gì nữa, thấy mắt thấy tai nghe thấy rồi yêu cầu dở hơi đấy, thấy chưa? Tôi nói rất đúng nhưng mà rất tiếc là mẹ thời đấy tôi đi trước thời đại các bạn, người ta không hiểu tôi ngày đấy. Nhìn hình ta thấy. Đấy, thấy chưa? Tuy ban đầu anh xanh ngắt rồi kìa. Đã chứng tỏ được là mình có lối đi riêng. Con đường học vấn của một đứa trẻ thông minh như tôi chắc chắn là sẽ vô cùng rộng mở. Vô lý. Vì ngày ấy chơi với Linh mà rẽ ngang. Tôi và Linh thường xuyên đi học muộn chỉ vì có mặt suốt ngày trường quá dở trường trưa. Ngày nào đến lớp cũng là một điệp khúc. Anh chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ơ kìa đồng hồ cuối lớp sao cô lại hỏi em? Về cơ đấy bản lại thì Linh khá đấy, là lại một phản logic nữa. Các cô đúng không? Ngày đấy không biết bây giờ như nào nhưng ngày đấy các cô toàn thế này. Đến lớp cái đứng ở cửa cái. Anh chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không? À không, giọng ấy hơi canh kiệu. Anh chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có mỗi cái việc dậy sớm đi học thôi cũng không làm được à. Có biết thời trước chúng tôi xách nước các kiểu, dậy sớm xách nước các kiểu cho hộ cho bố mẹ không? Nhưng vấn đề là cô hỏi em giờ đồng hồ mà, nhưng cuối lớp mình có đồng hồ mà, nhà lớp mình đông nghèo thế đâu cô. Phản logic. Mẹ hỏi giờ đéo thế, hỏi là tại sao em đi muộn. Hỏi đúng vấn đề đi, hỏi đúng chủ đề đi đấy, hỏi sao con hỏi sao giới trẻ lớn lên nó cứ bị cò cưa, nó cứ bị mẹ lương lẹo, các cô lương lẹo ấy hỏi con mẹ luôn là tại sao em đi muộn đi, tại sao giờ này em mới đến, tại sao em đi muộn, bây giờ là mấy giờ rồi không, bây giờ là hỏi đồng hồ hỏi em của rồi. nó đấy anh mặt cười. Cảm ơn Đạt nhé, mẹ một cười thật. Là mấy giờ rồi không? Ơ kìa đồng hồ cuối lớp sao cô lại hỏi em? Về cơ bản thì Linh khá nổi bật hồi còn đi học, nhưng đó cũng là lý do mà Linh có rất nhiều kẻ thù.
Để bảo mật thông tin, tôi xin phép được giấu tên cho phản diện của ngày hôm nay. Là Diệu. Không giống như chúng tôi thì Diệu sinh ra trong một gia đình quyền thế. Có lẽ do đó mà từ lúc chào đời đến khi khôn lớn thì cái mặt Diệu đã luôn ngửa lên song song với bầu trời khi nói chuyện với những đứa trẻ khác rồi. Bố mẹ nó cũng là những... Tôi đó hiểu nhá, sau mấy đứa ở dưới tôi đọc comment cho tôi, mấy bạn nó bảo là bạn không hiểu được cái câu mẹ song song với bầu trời. Mẹ mặc song song bầu trời không hiểu là sao? Bầu trời hướng đi nó ngang như này đúng không? Thì thường nhìn đây nó ngang đúng không? Thì song song bầu trời là mặc không nhìn vào người khác khinh bỉ như sao đấy. Có dễ hiểu hay không học, sao không hiểu nữa. Okay, hỏi sao học văn bị liệt với bầu trời khi nói chuyện với những đứa trẻ khác rồi. Bố mẹ nó cũng là những tay to mặt lớn trong khu. Vợ chồng có tướng phu thê, con cái đẻ ra giống bố mẹ y đúc cả nhà. Như nhau, 4 năm cấp 2 tôi... Rồi, chờ tôi tí. Cảm ơn Nam nha. Công để ý không? Mấy cái đoạn chửi bậy này, mấy cái đoạn mà tôi bíp rồi mà không chửi bậy nó nghe hay hơn hẳn đúng không? Nó nghe nó có sức nặng hơn hẳn. Người Hải Phòng mà. Người Hải Phòng mà chửi bậy không sức nặng ấy thì là đéo phải người Hải Phòng. Là người Lai mẹ. Là vợ. Chú khều quá nên ủng hộ chú, mong chú ra video sớm để coi trong thời gian ở một MH tại Sài Gòn mặt cười. Ờ, cảm ơn Midu nhá. Đấy, công có công nhận ông là đoạn con mà cái đẻ ra giống bố mẹ vui lúc cả nhà. Như nhau. Đấy, nghe cái chữ hơi bậy tí, xin lỗi các bạn hơi nhỏ, tôi xin lỗi các bạn tí, nhưng mà nghe cái đoạn không bíp cái nghe nó vui tai hẳn đúng không? Đã làm video cực khổ mà còn edit video, mà tiền thì ví còn cái nịt YouTube cấm video hôn nhân như vì y ba. Công nhận không? Cảm ơn em nhé. Công nhận cả nhà. Như nhau. Đấy, nghe chữ hơi xin lỗi các bạn tí nhá, là nghe chữ nó có lực không? Có lực không? Đấy chưa? Tí đến một đoạn cuối có từ à, xem nghe nó có lực hơn hẳn, đúng Hải Phòng cả nhà như nhau. 4 năm cấp 2 tôi chưa đòi được của nhà nó một đồng quỹ lớp nào, các bạn hiểu vấn đề chưa? Có lẽ ác cảm của chúng tôi về Diệu bắt đầu từ cái ngày đầu tiên mà chiến tranh nổ ra. Hôm ấy Diệu phải trực nhật, và cũng như bao ngày Diệu lại dùng cái giọng điệu chảy nước của nó ra để dụ dỗ trai. Bảng cao quá tớ không với cho cháu hỏi trai nhà mái tóc của Diệu như bây giờ như nào rồi à? Không, tí nào người ta nói cho. Bởi bông cứ các bạn đừng donate vội nha. Tôi bây giờ tôi đang reaction clip của chính mình một tí, các bạn đừng donate tí để tôi là một người con gái mạnh mẽ thì vở kịch của Diệu chẳng khác nào những cú vả đôm đốp vào sự thiếu nữ tính của Linh. Linh lao lên giật rẻ lau bảng và làm hai đường bảng sạch bóng, rồi quay sang nở một nụ cười khinh bỉ với đứa con gái thích dựa dẫm vào đàn ông. Nóng mắt tắc nụ cười, con gái ghét nhau thì làm gì? Đúng rồi, họ nói xấu nhau. Từ ấy cứ khi nào rảnh là Diệu lại rêu rao khắp lớp rằng Linh là một con đàn ông, rằng với một người tôn thờ cái đẹp như nó thì sự xuất hiện trên đời của Linh là một sự sỉ nhục. Linh cũng chả vừa, cô quay sang giảng cho Diệu nghe về đạo đức, về giá trị của hàm răng và nhiều bài học triết lý khác. Tôi xin dịch sang tiếng dân gian một đoạn là chúng mày. Ôi, nghe chắc được không? Nghe nó nhẹ nhàng. Đây là mấy đoạn không nhường nhá, đoạn không nhường nhá, nghe nó nhẹ nhàng, nó có sức sát thương được không? Nghe nó có gọi là độ xúc phạm hơn hẳn. Chứ mẹ mấy cái đoạn như kiểu nghe tiếng bíp mẹ chúng mày nghe nó chán không đấy. Nghe cho nghe lại nha. Xin lỗi các bạn đi. Chúng mày. Nghe nó nhẹ nhàng phóng khoáng, nghe nó tinh thần nhà thơ hẳn. Chúng mày đấy. Nghe phát nữa. Chúng mày. Đấy, chắc là Diệu với Linh cãi nhau nhiều lắm. Trong đấy thì Linh luôn áp đảo Diệu về lý lẽ, nhưng do Diệu biết khóc thế là Linh luôn thua và phải xin lỗi Diệu. Linh cay không? Cay chứ, cay đến độ Linh còn ép tôi đi học võ với nó để về dạy cho Diệu một bài học cơ mà. Quyết tâm của Linh cao độ đến mức mà tôi nhớ là năm ấy lũ về. Lũ cao đến buồn trứng. Nghiêm túc ấy, năm ấy Hải Phòng lũ to quận, mà. Kinh chào quận nào đó. Bương phù thủy nhá, Hôm năm đến lũ cao, nhà tôi trước cửa nhà tôi như lúc ấy có hai ống cống. Vẫn lụt, sợ đéo chịu được. Nhưng may... đến buồn trứng. Nhưng may là hồi ấy chưa có thủy quái đớp tiền từ thiện của dân. Ok à, sao nhạy cảm thế? Võ đường cho bằng được. Đấy nha, thưa nhớ nhá, tôi không nhắc tên ai nhá, tôi không chỉ mặc gọi tên ai nhá, tôi nói mỗi thủy quái nhá, thủy quái là bất kỳ ai nhá, có thể là tôi, có thể là bạn, bất kỳ ai. Chúng ta đều có thể là thủy quái nhá. Đớp tiền từ thiện của dân, Ninh Linh vẫn kéo tôi đến võ đường cho bằng được thì thôi. Xong đéo hiểu sao học một tuần vẫn chỉ quanh quẩn ở cái thế trung bình tấn. Nhưng không sao, võ học là rèn luyện sự kiên nhẫn. Sang tuần thứ hai đến lớp vẫn đứng trung bình tấn. Ok, trời nóng quá mà bị thần kinh à? Tao đóng tiền học võ chứ không phải học múa đâu. Tôi đến để học một thứ võ thực sự. Học cái võ mà trụm tay bắn ra được một con rồng ấy, chứ đéo phải thứ võ đến lớp tập dưỡng sinh như này. Tiền chứ có phải lông đâu mà thừa. Ok à, mẹ cay đấy nhỉ. Tôi bỏ cuộc của Linh thì vẫn theo. Nhưng chỉ tiếc là chưa kịp thành tài thì căng thẳng đã leo thang. Hôm ấy ở trường tôi xảy ra một sự kiện chấn động. Một bãi cức to như cức bò được tìm thấy ở trước cửa nhà vệ sinh.
một cục tức vĩ đại mà nhìn vào không ai dám nghĩ nó đến từ một con người. Cực to, cục cực to, nhớ lại vẫn nhớ, tôi vẫn nhớ như in hình dáng cục cực luôn ạ. Cục cực to, đéo chịu được. Tôi sẽ miêu tả các bạn một tí về cục cực nhé. Cái bán kính của nó ấy, bán kính nhé, không phải đường kính nhé. Bán kính của nó chắc phải vào tầm 2 đốt ngón tay thôi. Cục cực vãi. Một cục cực với bán kính, đã phải đường kính nhá, bán kính 2 đốt ngón tay. Mẹ mày sợ vãi, mày vẫn nhớ luôn ạ. Lũ trẻ, trẻ khi ấy tọc mạch ào ra hống cực. Trẻ con mà, chúng nó bắt đầu đặt ra những giả thuyết như cực này là của ai? Nó ở đây từ bao giờ? Nhưng không ai hỏi là người ị ra cục cực này ra sao. Tôi tưởng người ị là thánh gióng á, mày sợ mà to đéo chịu được. Bởi vì vị trí mà người ta tìm thấy nó là ở trước cửa nhà vệ sinh. Chắc người tạo ra nó phải tuyệt vọng lắm mới để nó ở đây. Đáng nhẽ sẽ chẳng có gì và chúng tôi sẽ về lại lớp và để công việc dọn dẹp cho bác lao công. Nhưng không, Diệu đã đi một bước mà không ai ngờ tới. Lợi dụng lúc Linh thả hồn theo mây, nó đẩy bạn tôi ngã thẳng vào đống cức. Tôi kể các bạn nghe quả đấy, thề. Nó đẩy con Linh ngã mà ngã đéo ngã bình thường, ngã đập úp ngực xuống, mẹ mày bãi cức, nghe buồn cười, trông buồn cười. Pẹt phát bãi cức từ đường kính bao nhiêu, từ đường kính 2 đốt ngón tay, đâu từ bán kính 2 đốt ngón tay về bằng không luôn, bãi cức bẹp dí ra đất. Ôi trời ơi Linh ơi, Linh đau không? Trời ơi, trời ác thật ý. Tôi nghĩ con Diệu là người Tàu, người Trung Quốc, chứ không có lý gì đồng bào máu mủ với nhau lại hại nhau theo kiểu mức nhân tính ấy được. Thâm độc và hiểm ác vô cùng, Diệu ơi. Bị chơi xấu, Linh sôi máu gầm lên kí. Em mày tiếng Việt có dấu. Đấy, ông nghe, các ông nghe, có lực hơn không? Ông nghe có đúng. Mẹ nghe, nghe nó có tính sát thương, nghe nó có sức đại. Thường chú Tuần đã bệnh mà còn phải đi cách ly mặt mếu. Ừ, khổ chú khổ với Linh này. Cháu ạ, nghe có sức đại hả đúng không? Sức Linh đây ạ, à. Nghe lại này, Linh sôi máu gầm lên. Bị chơi xấu, Linh sôi máu gầm lên kí. Em mày tiếng Việt có dấu. Rồi đáp thẳng cục cức vào mặt Diệu. Nhưng hơi đen là đúng theo định luật Murphy. Khi một chuyện xấu xảy ra thì nó sẽ diễn biến theo trường hợp tồi tệ nhất. Diệu né được và vật thể lạ bay thẳng vào mặt giáo viên. Linh bị đình chỉ học 2 tuần. Sau vụ đấy, Diệu được đà bêu diếu Linh khắp lớp. Nó cùng một hội thậm chí còn sáng tác một bài vè là Linh le lẻ lưỡi liếm lông lợn lòi để chọc giận Linh. Nhưng cũng chỉ sau lưng vì thằng gần nhất nói câu đấy trước mặt Linh bị Linh đấm cho khâu 6 mũ. Nhưng thủ oán với Diệu vẫn còn đó. Ngày nào chưa trả, ngày ấy giấc ngủ của Linh còn chưa ngon. Linh dụ tôi là hôm nào mình chặn xe đánh con Diệu đi. Nhưng mày ơi, tao với mày đi xe đạp còn nhà nó phóng ô tô. Nó nạp lần đầu rồi Linh ơi, đuổi thế đéo nào được. Nhưng đúng là trời thương người hiền. Cơ hội đến vào dịp cuối kỳ khi trường tổ chức cho các lớp diễn kịch trên sân khấu. Vì đã thi xong xuôi nên lũ trẻ lao đầu vào chuẩn bị cho vở kịch. Tôi câu các bạn hỏi không thật cả chú, không thật các bạn. Đầu bị đấm, con Linh đấm ác. Hồi đấm ác, nghe đấm nó kiểu đấm nó, khi mà đấm mà ngã nó dưới sàn đúng không, thường là dừng lại và đi chỗ khác. Không, Linh sẽ ngồi đè người nó và đấm liên tục vào đầu. Đi. Nổi tiếng là một đứa trẻ viết hay lại giới hạn độ tuổi tiếp nhé, mặt cười. Ông live stream này quan tâm làm gì giới hạn độ tuổi. Đây là đây, phần mình up lên đây là phần mình sang sờ rồi, phần này mình chưa sang sờ. Tôi nổi tiếng là một đứa trẻ viết hay nên chẳng có lý do gì để tôi từ chối lời mời của cô chủ nhiệm cả. Năm ấy tôi định cho lớp diễn vở Công chúa Bạch Tuyết với nhân vật chính là Linh. Nhưng đời nào Diệu nó đồng ý cả lớp. Tôi kể, tôi vẫn nhớ y như hôm đấy luôn. Tôi bảo hôm đấy là hay là mình ai chọn làm công chúa. Tôi bảo hay chọn Linh nhá. Con Diệu giờ ra đây. Không, ơ kìa. Nói một giọng điệu rất là khinh bỉ. Theo tớ là công chúa nên chọn người có gọi là ngoại hình ưa nhìn nhất lớp mình. Và cái đấy thì Linh không đáp ứng được. Ủa nghe câu đấy cày vãi. Không, tôi không cày Linh, cày đéo biết làm gì đâu. Lớp cũng vậy. Tại sao á? Các bạn đã đọc Doraemon bao giờ chưa? Okay. Có biết tại sao mà Suka được lên rừng xuống biển với Nobita trong khi trai cô mang tiếng là em gái trai anh phải ở nhà múc chỉ không? Vấn đề ở cái mặt đấy. Nếu tâm hồn thực sự quan trọng thì tại sao người ta phải skin care? Ở đấy nhưng thật ra cô... Giờ chờ đi. Cái câu trước cái này này. Cái câu mà nếu tâm hồn thực sự không quan trọng thì tại sao người ta phải skin care ấy? Câu nguyên bản của nó tôi định dùng ấy là gì? Là bạn sẽ đối mặt với vấn đề của bạn kiểu gì khi vấn đề là cái mặt của bạn chứ? Nhưng mà nghe câu đấy nó hơi bị đụng chạm đến những người có gọi là
khuyết điểm về ngoại hình nên tôi bỏ câu đi, tôi dùng câu skin care cho nó thân thiện với người xem. Chứ công nguyên bản là gì nhỉ? Ừ, hình như nó kiểu dạng như tôi chưa có chỉnh sửa câu đấy. Mô típ chung đấy là bạn sẽ đối diện với vấn đề của bạn kiểu gì, nếu vấn đề là cái mặt của bạn chứ đấy. Đối mặt với vấn đề của bạn kiểu gì. Nếu tâm hồn thực sự quan trọng thì tại sao người ta phải skin care? Đấy, thế là theo biểu quyết số đông rượu vào vai công chúa. Thế còn hoàng tử thì sao? Mặc dù lũ con trai trong lớp đã kịch liệt phản đối. Nhìn đây, mi đệ. Đúng rồi. Mặc dù lũ con trai trong lớp đã kịch liệt phản đối với lý do là hoàng tử không thể lùn hơn công chúa được, nhưng với luận điểm hoàng tử cưỡi ngựa thì cần cao. Thấy chưa? Tôi cho ông ví dụ luôn, ví dụ thực tiễn, ví dụ bằng người luôn. Chờ tí, mình gần đéo có chỗ bíp nhỉ, chàng ở đây cái cần cao. Nghe ông này mở lại một cái bên cạnh các ông phải không? Cần bíp gì cao? Để tôi làm cho. Câu không cần phải làm, để tôi làm cho. Tôi làm cho, tôi cho các ông xem lại. Đây. Nhưng với luận điểm hoàng tử cưỡi ngựa thì cần gì cao? Nghe chán không? Cần gì cao? Nghe chán không? Ủ thề tôi, vợ tôi bảo nghe cái chỗ anh chán rồi anh, bởi vì sao? Vì anh cứ xen sờ với từ nó hay. Hoàng tử cưỡi ngựa thì cần gì cao? Nghe lại bằng bản không mà không có bíp nhá. Nhưng với luận điểm hoàng tử cưỡi ngựa thì cần gì cao? Quá hợp lý. Thấy chưa? Nhỏ tiếng lại tí. Cần gì cao? Đấy, thấy chưa? Nghe đoạn không sang sở lai hình ảnh, thấy chưa? Đã nói rồi không nghe. Cao, quá hợp lý, đến giáo viên cũng không cãi được. Thế là vai hoàng tử thuộc về Linh. Người thấy mùi không lành, tôi rào trước với Linh ngay là đời chúng mình còn dài, Linh ơi. Vở kịch này là cơ hội thể hiện khả năng đạo diễn của tao, đừng vô tâm tước đoạt nó đi như thế. Mình không trả thù bây giờ thì làm khi khác cũng được mà bạn ơi. Tình nghĩa chúng mình hơn 12 năm trời, 4.380 ngày và hơn 8.760 cuốc xe đạp tôi chở bạn mỗi sáng. Chả nhẽ bạn không coi ra gì sao? Trong trái tim cậu đã bao giờ có tớ chưa? Đừng làm thế Linh ơi. Linh cảm động và hướp. Sao mình nói một câu đấy? Với tôi là nó sẽ cố hết sức để vở kịch của tôi diễn ra trọn vẹn nhất. Tôi tin Linh. Tao tin vào tình bạn chúng mình Linh ạ. Khúc nhạc huynh đệ ơi cứ văng vẳng trong đầu cậu thiếu niên trẻ với một lòng tự hào khôn xiết. Đúng ra lúc này sẽ có một đoạn nhạc huynh đệ ơi nó nhỏ nhỏ cơ. Nhưng mà khi tôi thử up bản thử lên YouTube ấy. Anh ơi, nhạc bản quyền anh nhá. Cất đi, ăn gậy đấy. Thôi, bỏ luôn. Nhưng bộ não ngây thơ của cậu đâu biết đấy lại là nhạc nền đám tang. Quả nhiên ở đời người duy nhất vì ta mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì chỉ có thể là mì tôm chứ đéo có ai khác. 2 tuần sau. Ồ, tôi đéo đấy ai nhắc đến câu này, câu thấy nghe câu à? Đéo ai nhắc đến, đến mẹ cái quả mẹ người. Quả nhiên ở đời người duy nhất vì ta mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì chỉ có thể là mì tôm chứ đéo có ai khác. Đúng, mà người duy nhất nhảy vào ta vì lửa đỏ thì chỉ có thể là mực nướng chứ đéo có cái đéo có thằng nào. Đúng. 2 tuần sau vở kịch diễn ra. 2 tuần trời tôi lao tâm khổ tứ soạn ra một kịch bản chất lượng đảm bảo giải nhất sẽ thuộc về với lớp tôi. 2 tuần trời con Linh nó lên kế hoạch trả thù con Diệu. Đó là một buổi sáng mùa đông với tiết trời se se lạnh khiến người ta có cảm giác như đang sử dụng băng vệ sinh Sensi Cool Fresh. Đấy có nhiều ông hay hỏi tôi là tại sao tôi biết là sử dụng băng vệ sinh Sensi Cool Fresh này được. Tôi hỏi các ông nhá, nhà các ông như tôi, nhà tôi có 2 đứa luôn, 2 đứa con gái nhà tôi đấy. Thì hỏi sao tôi không biết, mẹ trước tôi có dùng cái, tự nhiên tôi có hỏi, tôi hay lên phòng của Linh hỏi em mày ơi, mày có mua băng vệ sinh Sensi Cool Fresh không? Có à, tao mượn tí. Ừ. Để làm gì các bạn? Thề. Hôm nào tôi khó ngủ ấy, tôi lấy cái đấy vào ấy, tôi đắp lên trán ấy, tôi ngủ thề mát đéo chịu được. Mát vãi bỉu. Mà hôm nào đi đá bóng ấy, cầm chàng này vào đế giày. Ui thề đá lên chân lắm. Kinh nghiệm của ông nhá, ông nào đá bóng mà hay chốc ấy, hay kiểu bị đá trượt hay đá xúc hay lệch cầu mông ấy là cầm cái này dí vào, cầm cái này gì à? Lót vào đế giày. Ui giời, lót vào trong giày ấy. Ui giời ơi. Thề đá lên chân thực sự, đá toàn vào ạ. Trời ơi. Cool Fresh. Hôm ấy Diệu đến muộn. Ngày Diệu không tới lớp là một ngày đẹp trời. Nắng ngoài sân bình thường nóng vãi. Nhưng không có Diệu lại trông như những nàng thơ đang đong đưa nhảy múa trên nền nhạc 999 đóa hồng. Nhưng hôm nay tao cần mày Diệu ơi.
May cho tôi là nó vẫn đến kịp. Cả lớp nhanh chóng chuẩn bị sân khấu để lên diễn. Nói thật với các bạn là tôi nhìn vở kịch của các lớp khác với ánh nhìn thương hại. Và gần như chắc chắn nếu mọi chuyện cứ thế này thì 100% lớp tôi sẽ giành giải nhất. Tôi kể các bạn nghe quả kịch bản của tôi ngày đấy. Kịch bản của ngày đấy chất. Ngay từ ngày nhỏ tôi đã biết là một vở kịch để thành công ấy thì phải có drama. Tôi định mà vở kịch của tôi ấy, kịch bản chung ấy là như thế nào? Là gì nhỉ? Nói chung là nó liên quan việc đánh ghen, đúng không? Ừ. Nói chung tôi giờ tôi không nhớ lâu lắm, tôi không nhớ, nhưng mà cơ bản là đánh ghen. Vì tôi nhớ có một đoạn hôm đấy là tôi ngồi tôi chửi nhau với con Linh về việc là gì nhỉ? Tôi phải mất như hôm tôi mất nửa tiếng tôi giải thích cho Linh hiểu là mẹ mày sắc tố tóc nó đéo ảnh hưởng đến sắc tố da, bởi vì con Linh nó nhất quyết nó muốn cái gì nhỉ? Nó muốn Bạch Tuyết sinh ra một đứa con da đen. Cú. Con mẹ mày cú đéo chịu được. Mẹ nó bảo là mẹ mày tao thích có thêm bối cảnh một tí, mẹ mày tí phản bội nhau vào cho vui cửa vui nhà. Mẹ mày bùa bố mày đây à? Lớp mình đã đỡ da đen đâu. Mẹ mày. Nghe nó hơi phản cảm một tí luôn thôi các bạn. Mẹ thề ngồi nửa tiếng hồ tôi lấy sách sinh học tôi bảo mẹ bố nói mày nghe này. Là sắc tố tóc nó đéo liên quan sắc tố da, vì cứ cãi là mẹ mày Tuyết tóc đen nên con sinh ra cũng tóc phải đen. Tao đánh mày vỡ mồm Linh ạ. Cú quá. Mọi thứ diễn ra cực kỳ hoàn hảo. Rượu diễn tốt từ ngoài đời đến lên sân khấu. Linh diễn cũng đạt, chả chê vào đâu được. Nhưng cũng giống Rượu, mấy tháng trước Linh đã có một bước đi mà không ai ngờ tới. Đến cái cảnh hoàng tử cúi xuống hôn công chúa, con mặt lấy hai ngón tay. Hôm đấy tôi ngồi tôi edit lại. Đến đoạn này, đúng là đoạn này nó chỉ có cái đoạn phần là hoàng tử hôn công chúa thôi. Bỗng nhiên tôi nghĩ là hai ngón tay mình là thêm cái gì đấy vào thì là thêm phần này. Cảnh hoàng tử cúi xuống hôn công chúa, con mặt lấy hai ngón tay chọc thẳng vào mũi con Rượu rồi nhắc lên. Con Rượu lơ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì Linh móc thêm cái bật lửa từ trong túi rồi đốt tóc con Rượu. Mùa đông thời tiết hanh khô, lửa cháy lên tận đỉnh đầu. Ông nghe tôi đùa các bạn, cái đoạn này tôi thêm chi tiết vào để cho nó gọi là nghe thú vị hơn thôi. Chứ đúng ra hôm đấy đúng là lửa cháy lên đỉnh đầu thật, nhưng mà là bị dập ngay. Em mày nếu có khẩu súng và hai viên đạn ở đây, tao sẽ bắn vào mặt mày hai phát Linh ạ. Từ tôi cho ông nghe lại. Em mày nếu có đấy nghe đúng câu chửi nhau thằng cảm thán của quả Hải Phòng nha. Tôi chai che từ bíp cho các bạn nghe nhá. Mẹ mày nếu bíp mẹ mày với không cái chính cái đoạn này nghe bíp mẹ mày nghe hơn. Mẹ mày nếu có khẩu súng và hai viên đạn ở đây, tao sẽ bắn vào mặt mày hai phát Linh ạ. Linh cười như ve sầu vào hạ, tóc Rượu đen như gỗ mung cho một mồi lửa là suông cả đầu. Tiếng cười của Linh hòa chung với tiếng thét của Rượu. Hôm ấy cả trường phải lao. Anh cho em một câu chửi thâm thúy phát, SP lỡ KS mạng S thì nó chửi ngu, V. Em ơi, anh không biết là tụi anh không dạy chửi nhau đâu nhá, đấy. Thật ra không có chuyện, tôi thêm chi tiết vào cho câu chuyện thú vị thôi. Chứ thực ra là ngay khi thấy đầu con Rượu nó cháy ấy, là tôi, hồi đấy tôi khô, tôi bị khô hơn người bình thường ấy, phải không? Ừ. Tôi cầm chai La Vi phải không? Tôi lấy ngay cái khăn ra, tôi thấm nước vào cái khăn đấy, tôi chạy sân khấu, tôi ụp vào cái đấy vào đầu con Rượu cái, lửa hết luôn. Chứ không có chuyện là lửa cháy mãi các bạn. Hôm ấy cả trường phải lao vào dập lửa tạt. Chứ đúng là hôm đấy mỗi tôi cầm đổ cái chai nước với cái khăn ướt xong rồi tôi cầm cái khăn lau mặt ấy. Ờ xong tôi lên tôi ụp đầu con Rượu cái hết mẹ nước, cả xô nước cháy luôn. Tức vào đầu thì tóc Rượu mới hết cháy. Nghe nói. Cái câu cũng thêm một chi tiết là đầu Rượu vẫn mọc tóc bình thường nha. Đỉnh đầu của Rượu từ ấy không mọc được tóc nữa. Tóc Rượu vẫn bình thường nha, vẫn bình thường hết. Hôm trước đi họp lớp nghe nói đỉnh đầu của Rượu từ ấy không mọc được tóc nữa. Nhưng các bạn biết phần tệ nhất là gì không? Để tiếp tục được chơi với tôi. Nghe nhớ lại cú vãi. Nhớ lại cú vãi. Nghĩ. Nhưng các bạn biết phần tệ nhất là gì không? Bác Mai, mẹ con Linh. Hôm đấy hỏi nó là gì? Sao mày làm thế? Con mặc như hoảng loạn hay sao nó chỉ đích danh tôi. Tuân dụ con làm. Tuân làm gì đâu, mẹ tôi còn đeo biết chuyện gì xảy ra, mẹ ơi tôi buồn cười nhỉ. Để tiếp tục được chơi với tôi, con mặc Tuân dám khai với bố mẹ rằng thằng Tuân mới là chủ mưu. Mặc dù tôi đã cố gắng giải thích bẻ gãy mọi lý lẽ của Linh, nhưng do Linh biết khóc. Tôi đeo hiểu người lớn bị làm sao ấy. Con xây dựng luận điểm của mình trên sự logic, trên sự chặt chẽ, mọi luận điểm của con không có kẽ hở. Nó hoàn hảo. Cớ sao lại làm thế với con? Nó hoàn hảo đéo chịu được ý, tại sao lại
lại bắt con phải tê, lại chỉ vì con Linh biết khóc mẹ lại quy sang con. Chỉ vì con Linh nó khóc được thôi mà mẹ lại quy là con có tội. Ở kia tại sao khóc lại thành luận điểm, mẹ mình chứng minh sự vô tội vậy? Mặc dù tôi đã, tôi thể hôm nay tôi giải thích cho mẹ tôi nha, là mẹ gì là hôm đấy con tập trung viết kịch bản, con lo chỉ đạo sân khấu, trang điểm, ánh sáng các thứ, tại đã sao cố gắng giải thích bẻ gãy. Con lấy đâu ra thời gian để bảo nó móc mũi con rượu và đốt tóc con rượu được? Lý lẽ của Linh, nhưng do Linh biết khóc nên... Và tất cả luận điểm của tôi chắc chẽ như thế đều thua một luận điểm, đấy là Linh biết khóc, mẹ mày nó khóc nó bảo tại tôi biết. Nên tôi mặc định thằng Tuân là thằng đầu têu. Tối hôm ấy mẹ tôi vớ lấy bất cứ thứ gì đấy, có thể cầm được để vục tôi. Bất cứ thứ gì cầm được để vục thôi. Thôi con hiểu rồi mẹ, từ từ tiếng vục ác tiếng thét. Đấy, ngày ấy con có hỏi mẹ rằng mẹ sinh. Đây đoạn này đoạn tôi tự hào nhất video luôn. Đoạn này đoạn tôi tự hào nhất có mẹ cái clip luôn. Từ từ cho đi, bật lại các bạn nghe. Ngày ấy con có hỏi mẹ rằng mẹ sinh con ra kiểu gì. Mẹ bảo mẹ nhặt con từ bãi rác. Con không tin. Lớn hơn một tí con lại hỏi mẹ câu đấy. Mẹ bảo con là hàng khuyến mãi ở bệnh viện. Con vẫn không tin. Con không tin mẹ nhặt con từ bãi rác. Càng không tin mình chỉ là hàng khuyến mãi ở bệnh viện. Nhưng giờ con đã khôn lớn. Con đã biết được sự thật. Con tin rồi. Chứ máu mủ với nhau không thể ra đòn tàn độc như thế được. Chờ tôi tí, tôi tìm bằng đấy cho các bạn. Tôi mẹ mình thề. Tôi kể một câu chuyện ngoài lề khác mẹ với cô. Bây giờ luôn mẹ mình. Hồi đấy tôi còn hơi thừa cân một tí. Tôi không béo nhá. Tôi chưa hồi tôi béo trong đời luôn. Hơi thừa cân một tí thôi. Hơi mũm mĩm một tí thôi. Tôi ngồi ở cầu thang. Mẹ tôi đi cầu thang qua. Ngồi dịch vào, béo thế này chẳng hết cả đường đi rồi. Ơ kìa mẹ buồn cười nhật. Ô, con đã cẩn thận, con ngồi sát bên lề rồi. Con đã hiểu, con đã tâm lý cho mọi người nhà mình là gì? Là không muốn cản đường mọi người rồi. Mẹ cố tình đi qua đạp vào người con, xong mẹ bảo con béo. Ha cớ gì mẹ làm thế? Ơ kìa đấy. Xong mẹ thề cảm giác hồi lấy vợ ông thế, mẹ thề như kiểu mẹ mày, vợ tôi mới là con. Cái như kiểu người mẹ tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày là vợ tôi, đéo phải tôi ấy. Thầy cú của mẹ đi. Trời đất ơi. Mẹ mà ngày trước cứ... Đấy, thấy chưa? Đấy, tôi cho bạn nghe. Không nghe lại nhá, mẹ thề. Đấy, giờ lớn biết sự thật rồi đấy. Nhưng giờ con đã khôn lớn. Con đã biết được sự thật. Con tin rồi. Chứ máu mủ với nhau không thể ra đòn tàn độc như thế được. Sau hôm ấy phải mất tới 3 ngày tôi mới đi lại bình thường được. Còn Linh thì hứa sẽ đền cho tôi một bát bánh đa coi như quà tạ lỗi. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa trả. Tao biết mày đang xem livestream mày Linh ạ. Tao biết mày đang ngồi dưới nhà mày cười Linh ạ. Tao biết mày đang cười Linh ạ. Mày mà trả bố bát bánh đa nhanh lên. Tao xin thông báo mày ấy là gần 20 năm trời rồi. Và tiền ấy thì nó mất giá theo thời gian. Bát bánh đa của tao ngày ấy bây giờ chắc phải trị giá 500 nghìn đến 1 triệu nha Linh nhá. Đền sớm đi, không bố đuổi mày khỏi nhà đấy. Con mặc gần 20 năm rồi đấy. À, các bạn bánh đa chưa trả là mày tệ với Linh ạ, thề. Em thề. Nhớ lại cay. Mà tôi xin bảo các bạn câu có lẽ gì nhỉ? Hôm nay tôi xin phép các bạn tôi off sớm đi nhá. Mai tôi quay lại on stream bình thường sau. Nay tôi off sớm tí bởi vì GTA hôm nay họp thành phố các bạn.